Ơi, chào các bạn. Nay mới mua cái hóa chất này để rửa các cái bộ máy mà dầu nhớt hoặc là đất nó sẽ bám lâu ngày. Và người ta quảng cáo là rửa lên nó sạch giống như thế này. Đây. Quý vị coi. Thấy không? Rửa sạch như này. Chưa khui luôn. Bây giờ hôm nay chúng ta sử dụng đầu tiên thử xem nó như thế nào, chất lượng nó như thế nào ha. Đây, này là khi mà máy móc chúng ta dơ bẩn gì đó tí xíu bây giờ tôi sẽ rửa chiếc ô tô trước, sau đó tôi sẽ đưa chiếc xe máy ra tôi rửa coi thử như thế nào. Mình sẽ pha cái này vào. Ở đây có hướng dẫn sử dụng này, tẩy rửa máy này, tẩy rửa máy rồi lắc đều trước khi sử dụng. Rồi chúng ta bây giờ mình có cái bình này, chai nước rửa kiến chúng ta sử dụng hết rồi. Giờ chúng ta bỏ vào đây để chúng ta xịt nha. Giờ trước tiên là chúng ta tháo này ra. Mình nghe cái thông tin là nghe nó chà rửa máy, nó tẩy máy thì mình cũng ớn ớn, cho nên là rất là sợ. Khi sử dụng cái này thì chúng ta phải mang bao tay, khẩu trang, kiến đầy đủ nha. Ta không biết như thế nào. Chúng ta đưa ra cái can này đi cho nó dễ. Cái nước nó hơi kẹo kẹo, nó không có lỏng như nước chúng ta. Này không biết cái hóa chất gì đây, xem chất lượng nó như thế nào nha. Mình chưa thấy tác hại nó như thế nào cho nên là phải cẩn thận. Bây giờ xem người ta coi là pha chế coi thử là có pha với nước hay không. Để trực tiếp luôn. Thấy nó kèo như thế này, mình bỏ vô cái bình nước rửa kiến này, không biết xịt nó có ra không. Chúng ta thử nghiệm xem đã. Giờ chúng ta thử xịt xem nha. Giờ chúng ta thử xịt đây xem. Ồ. Cũng ra như nước thôi. Nó không phun sương. Sao nó không phun sương? Nó đặc quá nó không phun sương. À cái này phun sương. Ủa cũng không phun sương luôn. Trời trời. Thank you.
xương thôi. Đúng là nó ra hết. Ồ, đúng là ra hết. Trời, nó ra ghê thiệt chứ. Nha. Ra luôn không? Đất ra luôn ghê ta. Ồ, ghê thiệt chứ. Ghê quá. Mình pha vô một pha vô một tí nước. À, pha vô tí nước thì nó sẽ ra xương hơn, đỡ hơn, nó đậm đặc quá. Thấy cũng khá ok. Thấy khá ok đấy. Nghe. À, ở trung tâm ở nhà. Trung tâm. Rồi chuẩn bị đi, tao tới đây này, tới đây này. Ờ, tới đi. Rồi mình sẽ lấy nước xịt qua nha. Ta sẽ lấy nước xịt qua. Đúng là sáng lên đấy, rất là sáng luôn. Đúng rồi, rất là sáng lên. Chúng ta đứng xa xa ra tới để xịt nha. Đó, chúng ta hạn chế cái hóa chất này. Cái này là thuộc dạng hóa chất. Chúng ta đứng xa ra tới.
cái nước này khi mà chúng ta xịt vào á, thì nó sẽ mang theo cái hóa chất đó, nó dính vô người thì cũng mình chưa biết cái mức độ nó nguy hiểm như nào, nhưng mà chúng ta phòng bệnh hơn chữa bệnh. Rồi. Trải qua một cái sử dụng cái này thì có một cái số mà kết luận như sau. Chung là cái hóa chất này nó làm sạch các cái chất cặn bã, dầu nhớt và chất sét ở trong các cái kim loại nhôm, đồng, sắt là nó phản ứng rất nhanh. Và theo tôi nghĩ rằng thì chúng ta sử dụng cái này, khi mà sử dụng cái này thì chúng ta phải rửa lại các cái thiết bị mà chúng ta rửa đó phải thật là sạch thì khi đó mới lại an toàn. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải tránh tuyệt đối là tiếp xúc tay, tức là dính vô người của chúng ta. Đấy. Rồi. Bây giờ chúng ta thử đem cái con xe ra. Chúng ta xịt xem. Cái giấy mình mua thì người ta kêu là mình không có cần phải pha nước. Nhưng mà tôi đây tôi thấy nó đậm đặc quá. Cho nên thôi pha luôn nước đi. Nhưng mà pha nước thì nó không có cái nóng. Có nghĩa là cái này nó có cái mùi nha các bạn. Cái mùi này theo như tôi thì giống như mùi axit sulfuric. Hơi ghê ghê đó nha. Thôi, xịt đi. Chúng ta muốn nếu mà cái nào mà nó sét nhiều quá hoặc là nó dơ nhiều quá, các bạn để chút xíu khoảng 5-10 phút gì rồi chúng ta xịt